Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 7 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ làm đề khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 7 đề số 2. Ta đi là vào câu số 1 nha các em. Thực hiện phép tính. Tính nhanh nếu có thể. Bài số 1. 3 1/4 cộng cho trừ 5 nhân 1/5. 3 1/4 trừ 5 nhân 1/5 cho được cho 7 3/4 bằng 3 1/4 cho đây là cộng 7 3/4 trừ 5 nhân cho 1/5 này là trừ 1. Nhớ là chỗ này là trừ 1 hay trừ 5 nhân 1/5 là trừ 1. 3/4 là 3 cộng 1/4. 7 3/4 là 7 cộng 3/4. 3 cộng 7 cộng 1/4 cộng 3/4 trừ 1. 1/4 cộng 3/4 là bằng 4/4 là bằng 1. 3 cộng 7 bằng 10. Cái này là cộng 1 rồi trừ 1. 1 trừ 1 hết là còn lại là 10. Đây bằng, đây là bằng 10. Ta sang câu B. Câu B này nó sẽ bằng tay gọt là trừ 1/2. Đây chính là trừ 1/9. Cộng 7/18. Tiếp tục tới này. Trừ với trừ ra thành cộng. Cộng 3/5. Rồi cộng cho 4/35. Đây là trừ với trừ thành cộng. Tiếp cộng 2/7. Ở đây là 1/27. Đây mẫu chung là 18, chúng ta gọt luôn mẫu 18. Đây mình sẽ nhân cho 9, trừ 9. Đây mình nhân 2, trừ 2. Đây cộng 7. Đây mình nhân cho 7, 3 là 21. Này 35, mẫu chung là 35 là giữ nguyên. Thì nó nhân 5 là thành 10. Cộng 1/27. Thì đây là trừ 10, trừ 4/18. Phải không? Trừ 4/18 đó là trừ 2/9. Chỗ đây là 25 là 21 đúng không? 25 đúng không? 35, 35 chia 35 được 1. Rồi cộng cho 1/27. Mẫu chung đây là sẽ là 27 đúng không? Vậy thì đây mình nhân cho 3. 3 nhân 2 là trừ 2 là trừ 6. Cho nên cộng cho 27. 1 là bằng 27 bằng 27. Rồi cộng cho 1. 7 trừ 6 là bằng 21, 21 cộng 1 là 22, 22/27. Như vậy đây nó sẽ bằng 22/27. Câu C. Câu C thì mình đến đây mình thấy chung số 4 này. Rút số 4 ra. 4/17 rút 4 là còn 1/17. Trừ 1/49. Cộng 1/31. Ở dưới đây mình rút. Rút số 3 ra. 3/17 rút số 3 còn 1/17. Còn trừ 1/49. Cộng 1/31.
Anh thấy cái phần đây, phần bên đây giống nhau. Giống nhau thì bỏ đi. Cái vùng đất số của nó là bằng 3/4. Thật qua câu số 2. Vìm ít biết. Ít này sẽ bằng ba trừ x bằng 1. Một bốn là 4, 1 là 5, 5/4. Đây 3 là số bị trừ, x là số trừ và 5/4 là hiệu. Như vậy muốn tìm x ta lấy x này sẽ bằng là lấy số bị trừ là 3 trừ đi 5/4. X cho mình cho bằng 3/4 = 12. X của mình sẽ bằng 7/4, 12 thì 5/7, 7/4. Đây. X trừ 3, 35%, X chính là chỗ này là sẽ là 1 này, trừ 0,35, X 0,35 X. Mười ba chia hai là bằng 6,5. Một trừ 0,35 là bằng 0,65. 65. Như vậy x của mình sẽ bằng 6,5 chia cho 0,65. X của mình là bằng 6,5 chia cho 0,65 thì như vậy x của mình sẽ bằng 10. Đó các bạn. Rồi giờ mình xóa đi nha. Đó thì cho nó sạch. Và câu C. Câu C thì mình thấy đây là bao nhiêu đây? C đây là 3/1/3 3/1/3 tức là 9/3 16 3/4 16 nhân 4 là 64 cộng 3 là 67/4 1/75 là 7/4 bằng 7/4 9/3 x thì bằng 7/4 trừ 67/4 9/3 x 7 trừ 67 là bằng trừ 60 9/3 x nhầm rồi 3 × 3 9 cộng 1 là 10 nha 10/3 16 chứ mình có là từ 15 x sẽ là trừ 15 chia cho 10/3 x sẽ bằng trừ 15 nhân cho 3/10 này đơn giản thôi. Còn số 2 hôm nay còn trừ 3 bằng trừ 9 trừ 9/2 rồi x sẽ bằng trừ 9/2 tiếp tục ta qua bài tiếp theo bài số 3. Một lớp học có 45 học sinh, bao gồm học sinh giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/15 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp. Thì mình thấy số học sinh trung bình là chiếm 7/15 nè. Thì đây mình có số học sinh trung bình.
là 45. Nhân cho 7 phần 15. 45 đơn giản cho 15 phần 3. 3 x 7 là 21 học sinh. Số học sinh còn lại lấy 45 trừ đi 21 bằng 24. Tầm 4 học sinh. Rồi. Mình chỉ ra số học sinh. Số học sinh khá bằng 5 bằng 8, số học sinh còn lại thì như vậy thì bằng số học sinh còn lại là 24. Nhân 5 phần 8. 24 đây đơn giản này còn được 3. 3 nhân 5 là 15. Học sinh. Đây là số học sinh khá nha. Học sinh khá. Rồi. Như vậy số học sinh giỏi là mình lấy tổng của nó là 45, mình trừ đi cho số học sinh kinh giỏi lẫn nhau là 15, trừ đi cho số học sinh học sinh khá này, khá 15 này, trừ đi số học sinh trung bình là 24 này, bằng 45 trừ đi cho 39. Mười lăm trừ đây này 21 nha em, 21 là 36, rồi bằng 9 học sinh. Học sinh giỏi cả lớp là 9 học sinh. Rồi, đã quá bài hình. Trên cùng nửa mặt phẳng chứa bờ OX vẽ hai tia OY OZ sao cho X OY bằng 60 độ. XOY này. Và 60 độ. Rồi là XOY 120 độ. Tính y o z, ta có x o z x o y cộng y o z là bằng x o z x o y là bằng 60 độ cộng y o z x o z là 120 độ. Như vậy y o z 120 độ trừ 60 độ bằng 60 độ. Rồi tia o y có phải là tia phân giác của x o z không? X o y bằng y o z bằng 60 độ, suy ra tia o y là tia phân giác. Của x o z. Rồi để qua câu số 5. A sẽ bằng 7 mũ 2013 cộng 1 trên 7 mũ 2014 cộng 1. B sẽ bằng 7 mũ 2014
cộng 1 trên 7 mũ 2015 cộng 1 này là so sánh A và B. Vậy ta tìm ta chia ra 7A ra 7A là bằng 7 nhân cho 7 mũ 2013 trên 7 mũ 2014 nhân vô đây nó sẽ thành 7 nhân 7 mũ 2013 là 7 mũ 2014 nhân vào đây nó sẽ cộng 7 đây là 7 mũ 2014 cộng 1 bằng 7 mũ 2014 cộng 1 cộng 6 7 mũ 2014 thì cộng cho 1 như vậy 7A này nó sẽ bằng 7 mũ 2014 cộng 1 7 mũ 2014 cộng 1 6 7 mũ 2014 hay ghê cái phần bên này nó sòng hộp á bằng 1 nha cộng 6 trên 2014 rồi bây giờ tới 7B cái bằng 7 nhân cho 7 mũ 2014 trên 7 mũ 2015 giờ ta nhân là nè 7 nhân 7 mũ 2014 là thành 7 mũ 2015 nhân qua đây thì cộng cho 7 7 mũ 2015 bây giờ chúng ta lại tách ra 7 mũ 2015 1 cộng cho 6 7 mũ 2015 1 rồi bây giờ mình bằng tiếp 7 mũ 2015 cộng 1 trên 7 mũ 2015 cộng 6 trên 7 mũ 2015 đây tử mũ mẫu giống nhau nên nó bằng số 1 6 trên 7 mũ 2015 như vậy thấy 7A nó cũng bằng 1 cộng cho cái phần bên này 7B cũng bằng 1 cộng cái phần này nhưng mà mình thấy nè 7 mũ 2014 cộng 1 nhỏ hơn 7 mũ 2015 cộng 1 đó. Thì mình suy ra được 1 trên 7 mũ 2014 cộng 1 cái này lớn hơn 1 trên mũ 2015 cộng 1 thì như vậy mình thêm số 6 vào đây thì nó còn lớn hơn này mình thấy đây lớn hơn thì như vậy mình thấy đấy mình sẽ suy ra là 7A nó sẽ lớn hơn 7B mình suy ra A nó sẽ lớn hơn luôn. Các em học sinh lớp 7 thân mến, đề khảo sát chất lượng đầu năm toán lớp 7 đề số 2 đến đây là hết rồi các em. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em và hẹn clip sau này. Và các em nhớ đăng ký kênh, like, share dùm thầy nha. Thầy sẽ ra nhiều video mới nữa. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các em học sinh.